sau đây, mời quý vị khán giả thưởng thức vở chèo Người con gái miền đất dọc, tác giả kịch bản giáo sư Hà Văn Cầu, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Quang Hiệp, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Quốc Minh, biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Mai Hương, thiết kế mỹ thuật âm thanh Minh Hằng, ánh sáng Quang Lợi, chỉ huy dàn nhạc Trần Gia Quang, chỉ đạo nghệ thuật Nguyễn Huy Diến, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Thanh Cầm trong vai Đỗ Đức Bà, Vương Phi, Xuân Trường trong vai Cô Ngô Quyền, Quang Mận trong vai Dương Tam Kha, Đức Bình trong vai Sương Văn con vua, Thu Hồng, Thanh Hương trong các vai nhà sư, Kim Oanh, Thu Hương, Minh Hằng, Hồng Thọ, Thanh Hải, Minh Ngụ cùng dàn nhạc và tập thể nam nữ diễn viên câu lạc bộ chèo Dục Tú và đoàn nghệ thuật dân ca và chèo Đông Anh biểu diễn. Kể gái trai đều được vào thi võ, đều được vào thi võ. Chúng con xin thi công nỏ. Rồi, nào, xin mời các trai làng quê ta vào thi bắn. Được thi bắn ạ. Giỏi, giỏi lắm. Giỏi thầy gái đất dọc, nổi tiếng khách hiện tại. Xin mời. Trình già làng cùng các vị quan viên, tôi đến đây gặp hội đông vui, dạ cũng mong được góp tài mọn vào thi bắn nà. Việc vui chơi là việc của toàn dân, người tứ xứ muốn.
Trời ơi, người ở đâu mà tài giỏi nhường nào? Lời mong ước đó là sự thật. Việc thi cung nó đã xong, giờ đến việc vào thi sáu mã. Dạ trình quý khách, vì mấy bài quân tử chí cao, thiếp tôi xin được vào hầu đường đi nước bước. Chỉ xin giao hẹn trước, quý khách đừng cười, thôn nữ to gan. Được, xin mời nàng ra đòn trước. Phần con gái lão thua chín rồi còn gì. Theo lệ làng xưa nay, người thua cuộc phải mời chầu người thắng cuộc. Dạ xin được hòa thôi ạ. Dạ thưa quý khách, cao lòng đào quý khách, trình quý khách đường xa ghé vào xem hội, xin mời quý khách tới tề đường cho lão được hàn huyên. Dạ, xin đổi ơn lão gia. Ánh nắng đã từng vui đất dọc, gió xuân lại quạt mát lòng già. Mời người qua bộ vào hiên chúc vui, nhập chén giao nguyện tình ta với ta. Lễ tiệc tháng ba nghi, ôi khách nghi, khách đi vào, khách vào lễ tiệc tháng nghi, bà chư khách nghi vào vui. Tình thân lại thêm thân, con gái lão đã đến tuổi trưởng thành, nay gặp quý nhân xin cho về nâng khăn sửa túi có nên chăng? Dạ ơn cha già thương xuống, con mắt xanh dành cho kẻ đường xa. Việc nhân duyên tuy bởi trăng già, song cũng bởi lòng người như thuận. Chẳng hay lệnh nữ ý tứ ra sao? Bay đâu đòi cô ra cho ông dạy chuyện. Vâng lời cha dạy, con đã ra hầu. Này con, cha nay tuổi đã cao bóng xế, phút ra đi không hẹn trước bao giờ. Cha muốn cho con yên bề gia thất, con người đó con có ưng thuận không vậy? Cha đẹp mi lòng nghi, cha nghi
nhận trước. Ờ, này quý khách, con gái lão nó đã ưng thuận, nhưng cũng có đôi lời cùng quý khách. Dạ, xin được nghe lời vàng ý ngọc. Dạ, trình người quân tử. Việc nhân duyên này nghĩa hải đồng tiêu thu, thiết chẳng quản ơi việc nông thì canh nghi cười. Nhưng lòng ao ước một tấm chồng danh vang bốn cõi, không mê đắm đuối gối chân mà nhụt chí tang bồng. Phải có chí anh hùng trả nợ núi sông, không hổ thẹn với tổ tông dòng họ. Ừ, điều đó nàng có thể tin ở ta. Dạ, kính lạy đại vương, sớm sương dày ướt áo, quan tổng binh sai hạ thần đến dâng áo ngự hàn. Thì ra ngươi là... Dạ, tôi là khách Đường Lâm, về cổ loa dựng chốn đế đô giữ nước. Trâm đại đại vương, vì không biết trước nên nói năng còn thiếu phép vua tôi. Dạ, xin đại vương miễn thứ. Không, nàng không có lỗi, đứng lên để làm lễ bề trên. Ơn cha già thương xuống, con mắt xanh dành cho kẻ xa nhà. Một nạy này bái tạ nhạc gia và dâng một nén vàng làm đồ sinh lễ. Bàn xuống đi xuống đất này. Đội ơn chiến bệ, em xin đóng cửa ngoài thắp hương khấn Phật trời cầu chúc cho vương gia. Không được, em phải về, phải xa đất cổ loa. Nói dài, quân ta thua thì loạn quân sẽ vào thành cướp phá. Em có yên hàn thong thả thì ta ra đi mới được yên lòng. Vương gia ơi, em xin chúc vương gia mã đáo thành công,
em về đất dọc cho yên lòng quân tử. Em vâng lời, thế là ta rất vui lòng. Quân đâu? Mang thúng trấu ra đây. Em hay dắt trấu này trên dòng sông Thiết, trấu dạt đến đâu ta cho em làm của riêng đến đó. Dạ, đội ơn vương thượng.
trước vẫy chào tôi xuất xa, mà hôm nay cây ủ rũ lặng im, suốt dọc đường không một tiếng chim, nên chân bước đi lòng còn ở lại, trở về thăm con gái, lập nghiệp từ tay không. Ơn đức nghi cao ý dày muôn đo ấm từ ý đây mắt nước nàng đây mỗi đầm áo gió đây ngọn ly cờ nghỉ kìa, đứng lên đi, nàng với ta nghĩa nặng vua tôi, tình sâu chồng vợ, nơi đây vắng vẻ, ta miễn lễ quân thần. Tình nhân lại gặp tình quân, bỏ qua lễ nghĩa quân thần xưa nay. Dạ, đức vua là đấng chí tôn à. Ngoài nước ta là vua, về nhà ta là chồng. Nàng ơi, ở đây vắng vẻ, không phải chốn lầu vàng, chỉ có ta với nàng, thương và yêu là chính. Mình ơi, mình đi rồi lòng ta chớm lạnh, tan buổi chầu ta cải dạng ra đi, để được cùng mình tâm sự buổi chia ly. Dạ, em đòi ơn chàng. Tôi thương mình vóc liễu hình mai, vật hòn đất để bòn ra thóc gạo. Chàng đừng nói thế mà tủi lòng em, dẫu tháng ngày sau cháu góp phần nuôi quân, chỉ lo chàng sống tối lẻ loi, lấy ai để cơm ngon canh ngọt. Băng khoăng canh dài
đại vương, tôi được về làng dọc, cấy lúa trồng dâu đã ấm hơi người. Nay được tin nhà vàng gần đất xa trời, tôi vội vã về hầu người cơn ấm lành. Chén đi thuốc đi bước vào người tính tuổi rồi, vương huynh chắc không qua được giờ thân, việc báo nghĩa ta phải cùng nhau lo trước. Vậy thì quốc cứu tính thế nào? Trình vương phi, hoàng hậu Phương Lan sinh ra Sương Ngọc, chưa đầy tuổi tôi người đã trầu trời, lại đến hoàng hậu Ngọc Anh chị ruột của tôi, sinh được Sương Văn rồi cũng về trong có nhớ, cho nên các tử hoàng học hành ăn ngủ đều một tay vương phi nuôi dạy nên người. Công của vương phi thật là to lớn. Đó là nhờ hồng phúc của đại vương. Trình vương phi, bởi vương huynh quý mến chị mới giao con cho chị, để lúc ra thành vào điện luôn được gặp vương phi. Đến bây giờ người thất lộc ra đi, thiếu bà chị bên mình chắc là buồn lắm. Bà chị tính có đi theo người không? Này trình đức bà và quốc hữu, nhà vàng nghĩ rằng số mệnh khó qua, muốn dối rằng đôi lời tâm nguyện. Ta lệnh cho vương phi cùng quốc hữu quỳ trước tấm cung nghe mệnh lệnh của ta. Việc đưa ta đi phải cho tiết kiệm, các đồ khâm niệm vừa đủ thì thôi. Xin tuân lệnh. Việc con nối ngôi giao cho Sương Ngập, cắt vùng thành thất giao cho Sương Văn. Vạn tuế. Thương bản yếm khăn cô gái đất dọc, bấy lâu khó nhọc hầu ta nuôi con, bán cho bạc muôn lại về quê cũ, phụng thờ họ Đỗ giúp dân làm ăn. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Dạ muôn tâu, xin thánh thượng thương xuống quốc công, bấy lâu theo người vào sinh ra tử. Dạ trình vương phi và quốc hữu, nhà vàng đã ăn rất ngàn thu, về tiên cảnh ở bên thượng đế. Tin đâu xét đánh đau đớn lòng người, rồi rằng nhà vàng đã
lệnh cho các chùa gióng trống gióng chiêng sám hối để cầu cho đại vương về trời yên ổn. Tam hữu phàm giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ tam chướng quy mệnh, chí tâm sám hối A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ trăm quan. Nào, ta mến mời các quan nhấp chén, rồi sẽ bàn đại sự quốc gia. Thế nữ đâu? Truyền dâng rượu. Rượu lòng chúng mi em mở lắm mi ơi. Ở trong lầu hầu vương thượng chưa đủ sướng hay sao lại còn hát ngang? Ai làm chi bọn bay mà nước mắt hai hàng? Bây điềm gỡ đáng bấm vầm trăm mảnh cho lui. Thế là xong. Quân bay đâu? Mời Đỗ Đức Bà ra đây. Nào, tôi muốn hỏi Đức Bà, hỏi Vương Phi một câu. Xin quốc cữu cứ nói. Khi còn sống, đại vương quý bà nhất mực, nay người nhắm mắt ra đi chắc sẽ buồn rầu. Muốn cho đại vương bớt nỗi thương đau, dám xin bà chị lên giàn thiêu để theo đại vương về nơi cực lạc. Ta nói cùng quốc cứu trước mặt trăm quan, ta không sợ lửa thiêu khi được về bên cạnh đại vương. Nhưng hiềm nỗi chưa làm xong việc ủy thác của đại vương ngày trước. Việc gì vậy? Tôi hỏi quốc cứu vài câu đã, rồi sẽ lên giàn thiêu cũng chưa muộn. Giữa đại vương với ông cậu thì quyền phép ai to? Lúc sinh thời, quyền đại vương phán bảo, đại vương qua đời,
đại vương qua đời thì quyền ở tay Tam Kha. Tôi này hỏi quốc cữu, tại sao đại vương lại chuẩn cho tôi ra khai canh khai cơ ở miền đất dọc không? Cái đó thì ý tứ cao xa, ta làm sao biết được. Vậy thì thành Cổ Loa, thành Cổ Loa là thành gì? Thành Cổ Loa là đô thành, là nơi vua ở, nên cũng được xem là miền đế đô. Đúng là quốc hữu, ngước mắt lên mà không nhìn thấy chán mình. Đại vương thường nói rằng, nếu là đế đô, một mình vua ở, thì chỉ 10 mẫu thuộc điền cũng đủ phong lưu. Nhưng chốn đế đô lại là chốn quân đô, bởi binh mạnh tướng hùng đều ở trong đó. Nghe được. 1000 quân kỵ, 1000 quân thủy, 3000 quân bộ, mỗi ngày không kể gạo, còn phải có bao nhiêu nà rau, bao nhiêu muối, bao nhiêu củi lửa nấu cơm, bao nhiêu cỏ non nuôi ngựa. Cũng có lý. Mỗi năm bao nhiêu bộ áo quần, lại phải bao nhiêu châu bò lợn gà để tế đất trời thần linh tông tổ. Vậy thì sao? Vậy cho nên người cho tôi ra ngoại thành cấy lúa chăn tằm trồng bông dệt vải, để góp sức nuôi quân cho binh mạnh nước bền. Dân thì dĩ thực vi tiên, còn bậc chí thánh thì phải lấy dân làm gốc. Nếp hoa vàng thì hương thơm mi ngào ngạt. Ngày nay ai cũng ngồi trên cao kia cũng phải lo như thế. Quốc cữu nghĩ thế nào cho sâu rễ bền gốc? Các quan thấy thế nào? Xin vâng lệnh đức bà. Tôi nói xong rồi và cũng đã sẵn sàng nên dàn thiêu rồi đây. Quan đã, tôi xin hỏi lại đức bà, nếu đức bà trở về miền đất dọc, người có đem theo ông Hoàng Uất Xương Văn đi không? Quốc cữu lại nghĩ sai rồi. Về đất dọc phải lật từng ngọn cỏ, phải đào ngòi lấy nước tưới lúa xanh. Đúng, tôi là nữ nhi thường tình, với Xương Văn đã 15 quấn quýt, rất nhớ, rất thương, nhưng phải để vương ở lại trong thành học võ học văn cho nên người hiền, mới không vụ lòng tiên đế tổ tiên. Vậy trước mặt các quan tôi xin mặc cả, tôi để đức bà trở về miền đất dọc làm ăn, nhưng đức bà phải để lại Xương Văn ở lại đây để làm con nuôi quốc cữu. Vậy thì trước trăm quan, xin quốc cữu cũng có lời hứa trước, chăm sóc vương nhi cho sớm nên người. Ô hay, câu nuôi cháu mà không nên người được sao? Vậy thì được, xin phép quốc cữu và trăm quan. Đại vương ơi, thua cách nóc ăn sâu cho hoàng nhi sống lên tay.
yên nghỉ nơi non xanh nước biếc. Ngoảnh nhìn về Dương Thê, xin thấu lòng châu. Muôn ngàn ni non, muôn ngàn đó đây tiếc đó đây người. Lòng tưởng đi, ai đi, lòng tưởng. Cầm hơi, nật cỏ dài cũng ù tai thở gấp. Nay, ruộng đồng thằng cánh cò bay nhìn không mỏi mắt. Ta mừng cho các em áo lụa quần là. Chúng cháu ơn đức bà, chúng cháu quý đức bà. Nhưng đức bà có điều gì chẳng chịu nói ra, để chúng cháu chung lưng góp sức. Việc này các em không giúp được ta đâu. 7 năm rồi gánh nặng thương đau. Vì Bình Vương sai người cấm ta không được vào thành thăm Xương Văn trong đó. Chỉ đứng xa nhìn ông Hoàng Út cũng không được. Các em ơi, quả thời các em muốn giúp ta góp công góp sức thì hãy bước xuống ruộng kia thì cấy ta xem. Này chị em ơi, lúa mùa đã gặt, vâng lời đức bà, ta xuống cấy mạ non. Vâng ạ.
trời, ai giống như Dương Văn con ta? Ta không có công sinh, nhưng có công nuôi. Thấy Vương Tử lớn khôn, ta mới rưng rưng nước mắt. Ta đêm nào cũng không yên giấc, nghĩ đến con nên chẳng dám nằm. Con ta đây, cái vậy thì tại sao con thấy ta mà chẳng có lời chào? Dạ thưa mẹ, mẹ bắt lỗi con, xin nhận lỗi. Nhưng vì con muốn thử xem mẹ có nhận được con không mà. Ừ, vậy thì ta tha tội. Dạ, con xin trình mẹ. Mẹ hãy ngồi cho con được trần tình chuyện nước non, chuyện triều đình, chuyện con truyền mẹ. Ừ, con nói đi. Dạ. Dạ thưa mẹ, khi mẹ đi rồi, con phải vào cung cấm, suốt quanh năm từ sớm đến chiều, học võ, học văn, học lễ nhạc đủ điều, rồi phải theo ông cậu đi tuần du khắp núi sông xuôi ngược. Đầu tháng này, ông cậu bắt con tự mình đem quân Sơn Cước cùng hai tướng Đỗ Dương đánh phá hai thôn Nguyễn, thôn Đường. Dạ thưa mẹ, Đường Lâm là quê cũ Ngô Vương, nếu đánh thắng là giết người cùng làng, là phi nội tắc ngoại, nếu thua thì tiếng nhơ còn đeo mãi. Nên con cùng chúng thần bàn kiến cùng nhau, kéo nhau về đánh úp giữa sân chầu. Thế là bắt được Tam Kha trói lại, bắt được Quốc Cứu rồi, con còn giam đó. Vì trước kia Quốc Cứu cũng đã làm khổ mẹ Hiền, giờ biết định thế nào, giết hay không giết hả mẹ? Con ơi, con nên cởi mà không nên thắt, nên bắt chước vua cha ăn ở cho khoan dung. Hãy dám Tang Kha xuống một bậc công, cho thực ấp ở Trương Dương Độ. Dạ, con xin vâng lời mẹ, nhưng mẹ hãy nghe con. Con đã sắp kiệu vàng cùng 10 tên thể nữ đón mẹ về Cổ Loa cùng hưởng phúc trời. Con ơi, trước hết khi lên ngôi mẫu, hãy xưng vương cho danh xính để cố kết lòng dân. Dạ, con xin xưng là Nam Tấn Vương và tôn mẹ Hiền là Hoàng Thái Hậu. Con ơi, mẹ đã yên phận mẹ, chỉ thương anh con lưu lạc bấy nay. Trình lạy mẹ, nói vạn ni lời, cũng
chẳng hết lòng y con. Xin một lạy ơi mẹ nhận cho nghỉ mai lễ mòn. Thể nữ đâu? Dạ. Chuyện dâng lễ. Mẹ cảm ơn con. Mẹ nhớ khi xưa đầy năm đi học nên ba học nói, nên mười đã vai mang đầu đội, học cấy cày, học trung hậu đảm đang. Thân lý bạc nàng vàng nghề ngang nghề ngoan. Thân lý bạc nàng vàng nghề trắng 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 bằng phải vẫn nghề. Tiếng sóng là tiếng vui. Quê hương ta trai gái trời.